Rồi video chiều nay mình giao lưu cho các bạn một cái cặp mai một cúc và một dao rin nha anh em. Hai cây này thì nó có chiều cao tương đương với nhau, đều cao tầm 1 mét. Bây giờ mình sẽ quay cái cây mai dao trước cho anh em xem nha. Cái này nói chung là hai cây này đều lùm một gốc hết, gốc đớ này này. Dao này hoa đẹp lắm, làm dấu lửa ra rồi, củ rất là đẹp, đẹp củ đẹp này. Đó. Quanh này nó rơi vào tầm 12 nha anh em. Rồi. Bề rộng nó rơi vào tầm 65. Cây số 2, cây cúc green. Cúc green mà nó cao như thế này là nó lâu năm rồi, thì nói chung nó cũng phải hàng xéo ra đây. Xéo năm trở đây nằm chậu ở rồi. Đây, gốc đớ này này không, cũ quá. Thì anh em mua hai cây ấy, thì mình giao lưu cho anh em là giá nó 1.200.000 nha anh em, một cốt đi lên hết. 1.200.000 là hai cây nha anh em. Còn giá bán lẻ cây cúc rin này 800, còn cây kia là 500 nha nè. Cây giáo kia là 500. Mua hai cây là 1.200.000. Rất đẹp nha nè. Rồi, anh em nào yêu thích liên hệ nha. Số điện thoại mình là 0849 02 0790 nha nè.